đây thì có con Kubota ZT nè, 155 mà lút đây, ZT 155 lút nè, có chữ K lóc máy luôn nha. Là số dòng là 2400 dòng trên phút, dung tích xy lanh là 666 cm khối, 12,5 rồi. Led kim nha, ID là led kim không mới nha, đèn led tuần hoàn nha. Đầu này là bình dầu bằng kim loại luôn con, chống sét luôn, êm lắm. Đẹp không? Đây. Đặc biệt là đài Thái nè, không có bu li nha. Đặc biệt là hàng Thái là không bao giờ có bu li. Đặc biệt là hàng Thái là vậy. Không có chụp bô luôn, đời này không có chụp bô luôn. Đây là đèn led. Đây là có cổng mà con câu lên đấu dây sạc điện thoại được nè. Con mua dây sạc điện thoại được này luôn nè. Còn đây là công tắc pha cốt là như xe hơi vậy đó. Đèn led sáng mà con nhẹ điện nó tiết kiệm dầu, nó có đồng hồ báo giờ sử dụng luôn. ZT 125 đây, Toyota sản phẩm này được bảo hành 2 năm nha. Đây bà con nhớ làm vệ sinh nha. Đây đồng hồ này mục đích là biết bà con làm gì không, cứ là nếu mà lần đầu tiên mua máy đổi nhớt đầu tiên là 50 giờ thay nhớt một lần là lần đầu tiên nha, nhớt chính hãng của Kuta nha. Và lần thứ hai trở đi là 100 giờ bà con cứ canh đúng 100 giờ là thay đồng hồ vô, thay nhớt vô. Rồi đúng 100 giờ con mở ra vệ sinh lượt gió này, bà con xài đúng kỹ thuật thì nó sẽ lâu hơn, nó sẽ bền hơn. Ở nhà sách đã quy định, đã thử nghiệm, đã nghiên cứu rồi, bà con cứ việc xài thôi, cứ làm đúng rồi. Đây là Kuta luôn nha, nó lên Thái Lan luôn nha, nó không có Thái Lan nữa. Bà con là có yêu cầu luôn nè, 0886356707, rất đẹp luôn bà con, rất là ngầu, rất là thể thao. ZT 125 đèn led luôn. Còn con nào có nhu cầu luôn là 0886356707. Hôm nay thì bà con ZT 140 Plus nè, của ta Thái Lan nha, bảo hành 2 năm nè, dung tích xanh là 709 cm khối, 2400 dòng trên phút, 14 ngựa, két kim nha, bình dầu đời 2022 là bình dầu bằng kim loại nha. Đây đèn led tuần hoàn, có đồng hồ báo giờ, không có chùm bô nha, đời này không có chùm bô. Đây trong lốp để KK tuần hoàn nha. Đây, hai chữ này là ấn định của máy nè, tại vì trong này là ít có làm nhái được. ZT 140 Plus bảo hành 2 năm, đây Kubota luôn, led kim ID. Ok nha, có ca đầu luôn. Đẹp. Thay hạng 2 là toàn bộ là nó qua mẫu ZT hết nha bà con. Nói chung máy giống hệt như GT, không khác gì hết, chỉ khác áo gió bên ngoài này thôi. Còn động cơ, phụ tùng, linh kiện là xài chung với GT hết, nên bà con yên tâm về chất lượng. Nói chung là cải tiến là phải làm ngon hơn được trước mới được. Hàng của Kuta là vậy. Không phải thay đổi mẫu là gì, để thay đổi chất lượng thêm tốt hơn. Hồi xưa khắc phục cái lỗi hồi xưa đèn li ông thì xài nó đứt, xài nó không có hiệu quả, hao dầu. Đèn led nó nhẹ điện, tiết kiệm dầu hơn chút nữa, nhưng đèn led nó tiêu thụ điện ít nên dầu nó sẽ tiết kiệm hơn, đáng chút chút chỉ cho lợi lắm rồi. Hồi xưa làm nó găng guốc, không được trơn chu, giờ làm nó gọn đẹp lại liền. ZT 140 mẫu này là nói chung là nguyên bộ phận máy móc là xài phụ tùng linh kiện chung hết với thằng GT các bà con, chỉ khác áo gió bên ngoài thôi, còn linh kiện phụ tùng là xài chung hết, mua e mua lửa là giống hết, chỉ khác áo gió này thôi, nó thay đổi theo trào lưu của bà con, giống như xe máy thôi, mỗi năm mỗi mẫu thôi, nhưng mà máy vẫn vậy, nó chọn chất lượng không thay đổi là được rồi bà con, mà cải tiến khắc phục cũng lỗi hồi xưa từng gặp là được. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rồi bữa nay thì con ZT 155 nè, Plus Kubota Thái Lan bảo hành 2 năm, dung tích xy lanh là 770 cm khối, 2400 dòng trên phút, 15,5 ngựa. ZT 155 led kim nha, sản phẩm này được bảo hành 2 năm luôn nè con, đèn led luôn nè, đồng hồ báo giờ sử dụng luôn nè. Bà con muốn xài bờ đúng chất lượng, thứ nhất là xài nhớt phải cho chính hãng,
nhất chính hãng của nó nha, của Thái Lan luôn nha, nhất chính hãng luôn nha. Thứ hai là châm đúng nhất quy định, không được châm dư, nó là như là 2.9 đó, và đúng châm đúng 2.9 cho em. Thứ hai ba là tuyệt đối không để hết dầu, tuyệt đối là không để hết dầu nha. Đây, nó có cái mức báo dầu mà con canh mà đừng dây danh hết, có tổn máy. Và phải làm vệ sinh lược gió này cho thiệt kỹ, cứ đúng 100 giờ nếu mà hoạt động điều khiển bình thường, còn mà con hoạt động với môi trường mà bụi bẩm nhiều, xin nhiều thì nên vệ sinh 50 giờ hay trong vòng hàng tuần á, vệ sinh sẽ tốt hơn. Thứ ba là phải xài nước giải nhiệt nha. Đây, nước giải nhiệt nóng cỡ nào nóng cũng không được mở nắp này nha, tuyệt đối nóng cỡ nào nóng cũng không được mở nắp. Nóng nhưng không sôi được con. Rồi, con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đó là hàng ZT Toyota, gồm có là 155, 140 và 125 nha, ba mẫu thông dụng nhất nha. Nói chung GT sao thì máy móc của ZT nó cũng vậy rồi con, không thay đổi hết. Nó chỉ làm cho tốt hơn cái ZT hồi xưa thôi, chỉ làm cho này nó găng guốc hơn, nó thể thao hơn thôi, theo thời thôi, theo trào lưu thôi. Còn máy móc linh kiện là giống hệt nhau hết, của Tùng vẫn xài chung. Khắc phục cái lỗi này thì con biết sao, hồi xưa mà con chạy GT á, mà con quên khóa dầu mà nó bể cái này lại chạy hết dầu thôi luôn. Còn mà con lại đụng bể cái này thì động dầu ngắt nè, mà con lại đụng bể này là động dầu nó không chạy là hay đó. Còn hồi xưa mà con quên phá hay là bị bể cái này Sài Gòn lại chạy nào hết thôi, còn lại bị bể này là nó không giờ nó chạy tự động khóa dầu, nó lợi hại cái đó. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rồi chào bà con nha, hơi tối chút, giới thiệu bà con Kubota ZT nè, 155 mới có đề nha, Bluetooth có đề. Rồi đời này là không có sạc nha, bà con về tự cấu sạc lên nha, thằng xịn của Thái Lan là không có sạc. Khi bà con mua máy có đề thì không có chai nhớt đây nha, còn máy thường vẫn có nhớt, còn máy có đề là không có chai nhớt. Đề là bà con tự câu sạc bình nha, nó chỉ đơn giản thôi. Nó chỉ là ZT 155 mới có đề. Bét kim đồng hoàng nha, mẫu đẹp, Bluetooth. Nó chỉ khác có cục đề thôi con, còn máy móc giống nhau hết, cũng cùng linh kiện chung. Khác cục đề với cái bánh đà thôi, bánh đà có găng thôi. Sản phẩm đang bảo hành 2 năm nha. Thứ nhất là bảo hành về cốt bà con nè, lốc nè, cốt lốc vậy thôi, bảo hành cốt lốc với cốt lốc với cây dên thôi. Bảo hành 3 món quan trọng nhất của máy ZT 155 có đề. Hôm nay bà con mua được tặng cái áo đi ruộng của Thái Lan luôn nè, thấy không? Hai áo tay dài nè, đẹp không? Thái Lan sản xuất luôn nha, Kubota ZT Lut nè, thấy không? Hai áo ai mẫu khác nhau luôn nè. Nhà áo theo máy nè, áo là áo công ty tròn nè. Áo theo máy là bắt in Thái Lan đúng không? Đúng rồi, bắt Thái Lan. Đẹp thấy không? Áo công ty nè. Ồ, quá đẹp nổi luôn. Vàng cháy luôn. Áo đi ruộng là báo cháy bụi chét luôn. Quay lại. Đó, đợt này con mua được tặng hai cái áo đó, một cái áo của hãng Tây Theo của Thái Máy là Thái Lan luôn đó, một cái nón với một cái khẩu trang đi ruộng luôn. Đợt này nó tặng đó con, tặng hai cái áo của Thái Lan luôn nha. Hai áo tay dài dành cho bà con đi ruộng là khỏi sợ nắng luôn. Lâu lâu có đợt, đặc biệt có đề thì có chụp bô nè, có chụp bô bảo vệ nè. Nếu máy chưa có bà con nên mua cái này nha, cái này để gắn ba sình bọng dăng trực tiếp cho máy vô đây nó đỡ lắm bà con. Sình rồi nó dăng vô đây nó đỡ lại, tiện lắm á. Bà con chưa có nên mua cái này, không có nhiêu tiền mà nó giúp bụi không bay vào máy. Đây, mua bất cả máy ZT nào tặng khẩu trang nha, phải không? Ký mua máy ZT nào tặng cái nha cô ta nha. Màu đen luôn, hộp lấy luôn cho qua đi ruộng khỏi sợ gì luôn, ngon lành. Khẩu trang đây, tặng cái nón luôn. Sản phẩm này là của Thái Lan hết nha,
sản xuất tại Thái Lan nữa đã không? Ngon lắm rồi, chúng rồi con đưa thì được đặng hết á, hai cái áo, một cái nón, một khẩu trang, hai áo tay dài nha, của Thái Lan, mới Thái Lan nha. Đặc biệt máy nào bà con chưa có nên mua cái này nha, cái này sẽ giúp cản bụi, ít dơ bùn đốt, ít cái dơ bê tông, ít dơ bà ba cái bạc, ít cái dơ xúc bắp. Đây tặng nguyên cái vỏ bà con luôn nè, vỏ là dành bỏ cơm nước theo, đồ ăn đi, nước uống đi theo được luôn nè, vậy á cứng á, dành gói vi ruộng được luôn nè. Tình hình Thái Lan của tao ha, hay ha, xịn luôn nè ha, phân đề nè. Con nhớ xài nhớ chính hãng mới được nha, nhớ chính hãng á, ngày lần đầu tiên mua máy mới là 50 giờ, còn mà mỗi lần thay được sao là cứ 100 giờ thay lần, nhưng mà bắt buộc phải nhớ chính hãng nha bà con, không được thay nhất ngoài nha, tại vì máy bền cỡ nào, máy tốt cỡ nào mà xài nhất không kém chất lượng là cũng như thôi không. Nhớ là quyết định tới độ bền của máy, bà con xài môi trường khắc nghiệt á, phải xài nhất chính hãng nha. Đây xài khắc nghiệt là phải xài nhất chính hãng, bà con làm được việc ở vận hành ở tốc độ cao liên tục. Chai đặc biệt nó chỉ 3 lít thôi, vừa đổ dư cái máy là 2.9 lít, còn như đổ trong này nè 10 ml là được. Máy tên Thái Lan nè quạng nghe bà con, máy bền hay không bền, nhất là nhớt, gì là dầu, hai đó quyết định số phận của cái máy bền hay không bền đó. Ai có tem chống hàng giả đó nè, nên bà con sau này là máy gì cũng vậy, bà con nên mua thêm cái này, tránh danh sình trực tiếp vô máy, lợi hại lắm bà con.